Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là chiếc xe Hyundai Stargazer nhé. Chiếc xe nằm trong phân khúc MPV 7 chỗ đa dụng của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp những ngày cuối tháng 9 của năm 2024, với những cái chính sách tăng cường giảm sâu về tiền mặt cũng như là có rất nhiều phần quà vô cùng đặc biệt để gửi tặng anh em ở thời điểm cuối tháng 9 này. Thời điểm này thì bên em đang kích cầu là xả kho để cho anh em nào mà lấy xe ở thời điểm này thì hoàn toàn là sẵn xe để giao ngay anh em nhé. Hiện tại Hyundai Stargazer là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sẽ không được hưởng cái chính sách giảm thuế của nhà nước. Nhưng thời điểm này bên em đang hỗ trợ giảm, có những cái phiên bản trên 50% lệ phí trước bạ được trừ trực tiếp vào giá xe rồi, nên là anh em cũng hoàn toàn có thể là cân nhắc để lựa chọn một cái dòng xe MPV 7 chỗ giá rẻ này. Với cái tổng lăn bánh thì đâu đó còn rẻ hơn cả chiếc xe ở phân khúc cỡ B sedan thôi. Đó, nên là mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm bắt được cái chính sách giá bán cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Stargazer 1.5 tiêu chuẩn. Bản này là bản số tự động anh em nhé. Với Stargazer thì không có số sàn. Bản này thì đang có mức giá niêm yết là 489 triệu. Với cái mức ưu đãi ở thời điểm này, bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến trên 50% lệ phí trước bạ cho anh em. Anh em ạ, giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 456 triệu thôi. Với cái giá này thì thực sự là cũng đang rẻ hơn với chiếc xe Toyota Vios rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể là cân nhắc để lựa chọn anh em nhé. Ngoài ra thì bên em vẫn còn hỗ trợ rất nhiều phần quà đặc biệt. Chi tiết thì anh em vui lòng gọi điện cho em, vì là chính sách về phụ kiện nó sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, và bên em sẽ luôn là có cái mức ưu đãi tốt nhất để cho anh em lựa chọn anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 537 triệu. Trả góp thì đang là 150 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 527 triệu. Trả góp thì đang là 140 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 509 triệu. Trả góp thì đang là 122 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định rồi. Ví dụ như là tiền thuế trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói anh em nhé. Hiện tại cái chính sách giá bán đang rất tốt. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì cứ gọi cho nhân viên bên em để nhân viên bên em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai. Đó là cái bản Hyundai Stargazer 1.5X. Bản này thì đang có mức giá limit đề xuất là 559 triệu. Chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ cho anh em luôn rồi. Và ngoài ra vẫn có rất nhiều phần quà đặc biệt nữa. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 620 triệu. Trả góp thì đang là 170 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 609 triệu. Trả góp thì đang là 158 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 591 triệu, trả góp thì đang là 140 triệu. Đó, đây là cái phiên bản Stargazer 1.5X. Và bản này bên em cũng đang rất nhiều xe, sẵn xe để giao ngay. Mức ưu đãi thì nếu anh em cảm thấy phù hợp thì gọi điện cho nhân viên bên em, thì nhân viên bên em sẽ gửi cái bảng tính lăn bánh, thì lúc đó anh em sẽ dễ hình dung hơn, đúng không ạ? Và cuối cùng là cái phiên bản Stargazer 1.5X cao cấp. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 599 triệu. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này vẫn được hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ cho anh em nhé. Ngoài ra thì vẫn tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản vô cùng đặc biệt khác nữa. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội, anh em cần chuẩn bị cho em là 663 triệu. Trả góp thì đang là 180 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 651 triệu, trả góp thì đang 168 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 633 triệu, trả góp thì đang là 150 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán và tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Hyundai Stargazer, dòng xe MPV 7 chỗ đa dụng giá rẻ của nhà Hyundai rồi. Em xin phép được dừng video tại đây. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy
ký bấm và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.